nhịp điều chỉnh hoảng loạn này nó này, nó là yếu tố quan trọng anh chị nha. Trên nhịp điều chỉnh thì anh chị nhặt nhạnh dần. Đó. Anh chị chưa có room đồng hành thì có thể là kết nối với em Nhất và anh em trong team nhé, để đồng hành cùng anh em trong giai đoạn tới anh chị nhé. Rồi, ok. Thì các vận động của các nhóm ngành thời điểm hiện tại thì Nhất đánh giá tích cực nhất nó vẫn là cái nhóm ngành dầu khí. Đây là một trong những nhóm ngành xứng đáng để anh chị chuẩn bị vị thế sớm đối với nhóm ngành dầu khí ở thời điểm hiện tại. Kênh xu hướng thì vẫn là một kênh xu hướng tăng, vẫn tương đối khỏe cả trong ngắn hạn và trong trung hạn. Đó. Và trên những nhịp điều chỉnh trong thời gian tới, những cổ phiếu riêng lẻ là cũng có nhiều cổ phiếu và vị thế anh chị. Đó, anh chị thấy là hôm nay thì BSR này cổ phiếu cực kỳ khỏe luôn, đâu đó nó lình xình rung lắc. Đây là yếu tố Nhất đánh giá là cũng là cái vị thế tương đối là tích cực để mà chúng ta vẫn có thể giữ được. Nhất vẫn kỳ vọng đối với BSR là vẫn giữ được. Cho nên là phiên ngày hôm nay mặc dù là bán rất nhiều cổ phiếu nhưng mà vẫn nhất quyết là giữ BSR trong nhịp này. Đó, xem nó phản ứng của BSR như nào. Nếu là sự BSR chỉnh nó vẫn là cái cơ hội anh chị nhá. Cầu vào cực kỳ tốt luôn anh chị. Và kênh trung hạn đang nhịp breakout. Nên nếu có hoảng loạn mà BSR giả sử mà là có về để quanh tầm khoảng 20.5 đến vùng 21 nó cũng là vùng thuận lợi, đúng không? Hôm trước cũng chia sẻ anh chị trong giai đoạn này Nhất ưu tiên những cổ phiếu nhặt quanh nền, ví dụ như BSR VLC này chẳng hạn. Đấy chị, giai đoạn này thị trường khó khăn nhưng mà những cổ phiếu quanh nền thì cái khả năng mà nó bị áp lực bán nó sẽ thấp và thậm chí là mình có thể phòng thủ được, đúng không? Nên lựa chọn những cổ phiếu mang tính phòng thủ cao. Thì anh chị nếu có khó khăn trong ngắn hạn thì cũng không thiệt hại gì nhiều. Đấy chị. Đó, Nhất đánh giá BSR là cổ phiếu cực kỳ tiềm năng. À, với bối cảnh thị trường ở thời điểm hiện tại thì khả năng nó sẽ tích lũy trở lại ở đây này. Đó. Nếu giả sử như trong 1-2 phiên nữa mà áp lực thị trường vẫn lớn thì khả năng nó sẽ có những nhịp rung lắc tích lũy trở lại. Xây lại cái nền mới có khả năng là trên cái biên kênh trung hạn này. Anh nhá. Đây là Nhất ví dụ cho anh chị một số cổ phiếu khỏe trong giai đoạn vừa qua đó anh chị. Thậm chí cái nhịp vừa qua thì còn cũng phím anh chị là mua được, đúng không? Gia tăng thêm đối với anh chị nào chưa có đối với BSR, đúng không anh chị? Đó. Nhất vẫn kỳ vọng đối với BSR nó có thể là rung lắc trong ngắn hạn. Đó. Nhưng mà một cái form kênh trung hạn nó vẫn là một cái cổ phiếu tương đối khỏe. PVT em chỉnh nhỏ đúng không? Tiệm cận hay quanh vùng đỉnh là rung lắc điều chỉnh trở lại này. Đó, thì phiên ngày hôm nay thì room khuyến nghị của Nhất có bắt duy nhất một cổ phiếu trong cái nhịp rung lắc điều chỉnh đỏ vào cuối phiên này. Đó. PVC thì cuối phiên nó vẫn là gặp áp lực tương đối lớn. Đúng không? Phiên ngày hôm nay thì Nhất duy nhất thì có nhặt cổ phiếu PVC trước. Đó. Còn đâu dầu khí thì chủ đạo vẫn đang nắm giữ thôi. Đó anh chị, bắt ở quanh tầm khoảng 15.5. Đó, thì cuối phiên nó rời lên đâu đó là 15.9. Đúng không? Đó, đối với nhịp rung lắc hoảng loạn như này tương tự đối với cái vị thế của PVS, cái nhịp vừa qua chúng ta có đánh cổ phiếu PVS này chị. Đó chị. PVS. Đó. PVS cái nhịp vừa qua đó chị. Quanh nhịp này. Thì hôm nay Nhất ưng nhất về cổ phiếu, đây là PVS ở nhập quanh vùng này. Nhất ưng nhất về cổ phiếu PVC, nói chị. Nhịp này một số cổ phiếu quanh nền nữa này, cầu nó đang vào tốt này. Có cổ phiếu OI nữa, nói chị. Đây là một trong những cổ phiếu mà Nhất đánh giá xứng đáng để mà nhặt sớm ở trong giai đoạn này khi cầu vào cực kỳ tốt, đúng không? Nhịp vừa qua cũng chia sẻ anh chị đánh phòng thủ trong giai đoạn này, anh chị có thể đánh OI quanh vùng giá này. Và phiên ngày nay OI giảm xong là rút chân lên luôn. Đó. Anh chị nhá. Rồi còn đâu các nhóm ngành cổ phiếu khác nó cũng kéo lên tương đối mạnh nhỏ, khả năng Nhất phải lọc trong giai đoạn tới để chia sẻ anh chị cũng như là chuẩn bị cái vị thế cho anh chị nhà đầu tư trong room khuyến nghị anh chị nhá. Đó. Trước mắt thì phím anh chị hôm nay thì Nhất có khuyến nghị anh chị mua PVC, thì phím anh chị mua PVC và một cổ phiếu nữa là cổ phiếu OI. Còn đâu cổ phiếu như BSR thì nó cần phải rung lắc thêm thì nó mới về đến cái vùng thuận lợi để nhặt anh chị nhá. Đây là một cổ phiếu mạnh, tương đối mạnh. Ok, em Nhất chào toàn thể anh chị đang theo dõi livestream nhé. Anh chị nào chưa like video của em Nhất thì nhớ like giúp em Nhất một like nhé. Em Nhất chào anh chị Bích Thủy này. Xin chào anh chị Phụ Tùng Máy Công Trình Á Châu này. Xin chào cô Hoàng Thị Hằng nhé. Đó. Anh chị nào chưa like thì nhớ like giúp anh em một like. Anh chị nào có mã cổ phiếu cần sự hỗ trợ thêm những góc nhìn khách quan, anh chị lên bình luận để em Nhất chia sẻ anh chị nhé. Cổ phiếu VIX đúng không?
18.7. Ở đây ở bên trên có cổ phiếu PVS xấu chưa anh nhất, em đang ở giá vốn PVS. PVS thì xấu thì chưa xấu, nhưng nhịp này thị trường chung nó rung lắc tích lũy thì khả năng nó cũng có những cái nhịp mà tích lũy trở lại đó, quanh cái vùng biên biên này đúng không, cản ở đâu đó tầm khoảng 40-48 cộng trừ. Nhịp vừa qua là rung khuyến nghị của nhất cũng bán cơ cấu lại đối với PVS, khi mà cái giai đoạn vừa qua thì điểm mua nó cũng chưa được thuận lợi trong ngắn hạn lắm đó. Đây này, bán loanh quanh 43.5 này. 43.5 quanh quanh cái vùng này. À 45.3. Nhịp này thì nhất đánh giá là PVS thì cũng chưa xấu đâu, nếu mà bán thời điểm hiện tại thì cũng không phù hợp nữa. Bởi vì nó về đến quanh vùng hỗ trợ 43.5 rồi. Xem phản ứng với 43.5 này như thế nào. Đó. PVS trong giai đoạn tới là có hai cái vùng để anh chị nhập này, đó. Một là vùng thời điểm hiện tại thì hỗ trợ trong ngắn hạn. Còn hỗ trợ trong trung hạn thì là cái điểm mua đẹp này. Cũng tương tự như trong giai đoạn trước này. Đó, đâu đó quanh cái nhịp trước thì quanh 37 này. Nhịp này đâu đó anh em nhặt nếu mà điểm mua thực sự là đẹp ấy, phải quanh tầm khoảng 40.5. Anh nhá, 40.5 là cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 3 tháng rưỡi gần nhất. Kênh xu hướng thì vẫn là một kênh xu hướng tăng chủ đạo thôi. Đó. Tuy nhiên là quan trọng nhất là cái điểm mua trong ngắn hạn của anh em ở đâu. Đó. Đó, giai đoạn vừa qua cũng có phím anh chị tương đối nhiều những cái điểm tiềm năng anh chị. Như PVS cũng như là một số các nhóm cổ phiếu khác thì tầm khoảng 24 này, đúng không chị? Cũng là cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư 6 tháng đến 3 tháng rưỡi quanh cái vùng này, này. Đó, phiên 24 này. Đó. Thì giai đoạn này thì anh em lưu ý nhé, đây cũng là một cổ phiếu nhất đánh giá là cực kỳ tiềm năng đối với nhóm ngành dầu khí. Xuyên suốt trong vòng tầm khoảng 16 đến 18 tháng nó vẫn đang duy trì một cái kênh xu hướng tăng chủ đạo. Đây này anh chị, vẫn duy trì một cái kênh xu hướng tăng chủ đạo như vậy nè, PVS. Đó. Thế nên anh chị mua được vùng thuận lợi thì nhất đánh giá là vẫn có thể nắm giữ được. Nhưng nếu giả sử như nhặt ở những vùng cao quá, đó, nó có những cái khó khăn là những nhịp rung lắc trong ngắn hạn, những nhịp tích lũy trở lại biên kênh trung hạn, đó, nó có khả năng diễn ra. Đó. Thế nên nhịp này nếu giả sử như là PVS nó hồi phục lại quanh tầm khoảng 45 cộng trừ thì tạm thời là em bán ra nhé. Còn đâu thời điểm hiện tại nó đã về đến vùng hỗ trợ và cũng có dấu hiệu rút chân lên rồi. Thì đâu đó nó đang phản ứng với vùng hỗ trợ, khả năng nó hồi phục lên. Hồi phục lên xong lình xình rung lắc tích lũy trở lại. Lình xình rung lắc tích lũy vẫn có khả năng nếu giả sử thị trường có thể lắc sâu hơn thì nó có thể về đây. Nó chứng lại đà tăng rồi. Và cái vùng mà điểm mua trong ngắn hạn trong giai đoạn này nó không phải là cái vùng thuận lợi. Ở trong bối cảnh thị trường trong giai đoạn này lên cơ cấu lại để mua những cái điểm mua thuận lợi hơn. Như cái vùng đâu đó tầm khoảng 40.5 này, 41 này, trong giai đoạn tới. Ok, đối với góc nhìn của Nhất thì PVS thì anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Nếu mà hồi lên xanh thì bán, hay đỏ thì canh mua lại, nghe chị nhé. Kênh xu hướng tăng vẫn tương đối ổn, mà đâu nó cầu vào vẫn đang tương đối tốt. Chủ đạo nó vẫn là cái xu hướng tăng, nghe chị nhé. Nếu giả sử như chấp nhận được, anh chị nào mà nắm giữ được cái vị thế thuận lợi mà chấp nhận được những nhịp rung lắc về tầm khoảng 41, thì em nhất đánh giá anh chị vẫn có thể nắm bán thì lên canh bán xanh, phần đỏ thì thời điểm hiện tại thì anh em phải quan sát thêm khả năng nó bật hồi lên lình xình tích lũy lại quanh vùng cân bằng về cái vùng hỗ trợ lần đầu tiên, khả năng nó tích lũy lại cân bằng quanh tầm khoảng 45 cộng trừ gì đó anh chị nhá. Đó thì quan trọng là cái giá mua của anh chị thôi đó. Thậm chí anh chị mua quanh vùng này có thể nắm giữ được đó. Có thể chấp nhận được nhịp rung lắc về đây thì bán 50% ở quanh cái vùng 45 này, về lại quanh cái tầm khoảng 41, 40.5 anh chị mua, anh chị nhá. À, hai anh em cầm giá VIX 18.7 đúng không? Cổ phiếu VIX này. 18.7. Ui giời, mua đúng đỉnh à? À 18.7, một là anh em mua đỉnh quanh vùng này, đúng không? Đúng chị. Là nguy hiểm đấy anh chị. Nguy hiểm trong ngắn hạn thôi. Nó VIX thời điểm hiện tại đã về vùng bắt đầu về cái vùng hỗ trợ này anh chị. Hỗ trợ 17.6 cũng như là vùng hỗ trợ quanh tầm khoảng 17 nhé, đánh giá là cứng đấy, hỗ trợ khả năng cứng ở trong nhịp này. Nó đang tích lũy trở lại. Sau 4 tuần hồi phục thì nó tiệm cận quanh cản, rung lắc điều chỉnh trở lại. Đó. Thì 18.7 thì nhất đánh giá anh em phải cơ cấu lại, đúng không? Bây giờ là mất tầm khoảng một giá rồi. Mất tương đương với 5% rồi. Đó, cái nhịp vừa qua như cái phiên ngày hôm qua
đúng không? Phiên ngày hôm qua nó hồi phục lên là anh em phải canh cơ cấu lại gấp rồi, đúng không chị? Bởi vì cái kỳ vọng mua 18.7 nhịp này nó phải breakout vượt cái vùng biên bên trên này, đúng không chị? Thì đâu đó mới có cơ hội lên. Mà thời điểm hiện tại nó rung lắc điều chỉnh đến cơ hội mà vượt biên của nó đang đang mất rồi, nó khả năng nó sẽ rung lắc tích lũy lại cái biên bên dưới này, tầm khoảng 16.8 đến 17 gì đó là cái vùng hỗ trợ, biên hỗ trợ trong ngắn hạn cũng trong trung hạn đối với cổ phiếu VIX đó. Anh chị lưu ý nhé, cổ phiếu VIX thì trên kênh trung hạn nó vẫn là một cái kênh xu hướng tăng đó, trung dài hạn vẫn là một cái kênh xu hướng tăng chưa gãy kênh. Quan trọng nhất cái giá mua của anh chị ở đâu thôi đó anh chị. Nhịp vừa qua thì Nhất cũng vừa chia sẻ anh chị rồi là VIX đâu đó là room khuyến nghị của Nhất thì vẫn đang nắm giữ đó anh chị, chủ đạo ở trên kênh trung hạn, bởi vì giá mua của anh chị là cái vùng thuận lợi rồi thì có thể làm nắm giữ. Tuy nhiên những cái vùng không không được thuận lợi cho lắm thì anh chị phải cơ cấu lại trong ngắn hạn đó, canh bán trong ngắn hạn. Chúng ta cũng chia sẻ với nhau rồi, anh em theo dõi livestream là tầm khoảng 1-2 tuần gần đây cũng phải xác định được cái tâm thế là bán tầm khoảng 11 18.5 18.7, anh em lại nhảy vào bán à, nhảy vào mua 18.7 thì không phù hợp. Nó đúng cùng cản anh chị lại nhảy vào thì cái rủi ro trong ngắn hạn của anh chị nhiều hơn cơ hội. À đúng rồi, rủi ro nhiều hơn cơ hội. Đúng anh chị. Trong khi đó thì anh em cũng chia sẻ với nhau lên quanh vùng này là VIX là vùng vùng target rồi. Đúng anh chị. Anh chị nhá. Đây là cái điểm mua à, quanh vùng này thì Nhất vẫn củng cố tinh thần anh chị nắm giữ đâu anh chị nhá. Thì trong giai đoạn hiện tại cái giá mua của anh em nó không đi theo kỳ vọng của mình ấy, mà đâu đó là vùng mà nó cũng là vùng cản nguy cơ làm đỉnh trong ngắn hạn rồi, thì theo Nhất thì anh chị lên canh cơ cấu ấy. Hồi phục lên thì canh cơ cấu 18 chấm đúng không, chấp nhận mất 7 like đi đúng không, thậm chí là quanh tầm khoảng 18 chấm 18.3 tạm thời bán, chấp nhận mất đâu đó là khoảng 3 đến 4% gì đó, có gì mình lựa lại cái điểm mua khác cho thuận lợi anh chị nhá. Quan trọng nhất là anh chị phải bảo toàn vốn đúng không, còn nên cơ hội đến thì mình lại nhặt sau đúng không chị. Thời điểm hiện tại là cái vùng cản rồi anh chị nhá, VIX đang vùng hỗ trợ quanh quanh tầm khoảng 17.6 thì anh chị xem nó phản ứng quanh cái vùng này như thế nào trong vòng 1-2 phiên tới đó. Nó đang có vùng hỗ trợ khi run này, khả năng nó bật hồi lên, hôm qua nó cũng điều chỉnh về quanh hỗ trợ khi run nó bật hồi lên, hôm nay nó lại về một lại một lần nữa. Nếu giả sử nó đập đi đập lại quá nhiều lần một cái vùng hỗ trợ này thì khả năng nó vẫn có nguy cơ mất test lại cái vùng biên bên dưới tầm khoảng 16.7 16.8 anh chị nhá. Thời điểm hiện tại nó đang xác nhận cái vị thế tâm thế là tích lũy biên rồi, biên hỗ trợ bên dưới 16.7 17, biên cản bên trên là 18.7 18.6. Thế nên anh chị lưu ý nhá, cái cơ hội mà vượt cản nó đâu nó mất rồi đó. Đó, vùng này đâu đó là mây mây mỏng như thế này không vượt được thì lên đến cái vùng mây dày này cũng khó vượt tầm khoảng 18.6 18.7 lắm. Nó cần thêm thời gian tích lũy anh chị nhá. Cũng như là nhóm ngành cổ phiếu, nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán nó cũng cần thêm thời gian tích lũy. Đúng không? Thì vừa qua cũng chia sẻ anh chị dịch vụ tài chính chứng khoán này. Đó, đánh cao nhất thì anh chị lên quanh cái vùng đỉnh này khả năng nó rung lắc điều chỉnh, nó tiệm cận đúng đỉnh rồi. Nó điều chỉnh rung lắc tích lũy trở lại, áp lực tiếp cung tương đối lớn quanh vùng đỉnh. Đấy chị, cho nên anh chị lưu ý đối với dịch vụ tài chính chứng khoán nhé anh chị nhé. Easy.